Rồi, chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Giúp Bô Tuấn Nguyễn mình nha anh em. Nay mình giới thiệu với anh em Giúp Bô hàng VIP ha. Em này hàng sưu tầm nha anh em. Anh em nhìn ánh trăng tròn, rất là nghệ thuật ha. Dạ, dưới là dòng chữ Moonlight and Shadow, ánh trăng tròn trổ bóng ha. Và hình tượng ở vị trí trung tâm dưới ánh trăng đó là chú chó sói đang đứng trên núi đá để hú gọi bầy đàn nha anh em. Chó sói trên núi đá dưới ánh trăng tròn đêm khuya. Toàn bộ những chi tiết xung quanh ánh trăng là một màn đêm được hãng chế tác cực kỳ là nuột nà tỉ mỉ lắm anh em. Và đặc biệt ánh trăng này là được hãng mạ vàng 14K nha anh em. Vàng ròng 14K hãng chế tác nên ánh trăng vàng này. Cả mặt trước và mặt sau của Jeepo đều là ánh trăng vàng. Và chú chó sói thì với hai tư thế nha anh em. Tư thế ở mặt trước của Jeepo là đang đứng trên mỏm đá để hú gọi bầy đàn. Và tư thế ở mặt sau là đứng trên núi đá để nhìn quan sát xung quanh nha anh em. Lát nữa mình show tới anh em cho anh em xem. Em này hàng xuất thị trường Nhật Bản nha anh em. Mạ vàng 14K, hàng hiếm, cao cấp và rất là đẹp, độc đáo để anh em sở hữu sưu tầm ha. Em nói hàng zin nha anh em, chính hãng Jeepo Mỹ, hộp đựng giấy tờ kèm theo đầy đủ, chưa hề đụng chạm gì tới hết nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh, nhớ ấn nút đăng ký kênh Jeepo Tuấn Nguyễn màu đỏ nha anh em, ngay dưới chân clip ha, để tiện lựa chọn Jeepo bên mình. Và cho mình xin một like clip luôn nha. Còn anh em nào có duyên rước chú chó sói ánh trăng vàng 14K này thì cứ alo trực tiếp mình nha anh em. Số điện thoại mình để trên tiêu đề clip ha. Mình xin trên tay giới thiệu chi tiết trước nha anh em. Tuyệt đẹp luôn anh em. Ánh trăng vàng 14K ánh lên rất là đẹp. Dưới hình tượng chú chó sói đang hú gọi bầy đàn. Mặt sau cũng là ánh trăng vàng 14K luôn. Và chú chó sói đang ở tư thế đứng quan sát trên mỏm đá. Toàn bộ xung quanh là một màu đen của đêm tối, rất là đẹp, rất là nghệ thuật. Em nói đáy lõm, đáy bằng nha anh em. Hàng zin ha, chưa hề đụng chạm gì nha anh em, chính hãng Jeepo Mỹ luôn nha anh em, dòng xuất thị trường Nhật Bản rất là hiếm nha. Anh em nào có duyên rước em nó alo trực tiếp mình lấy giá nha anh em. Em này thì ở phân khúc giá cao cấp đó anh em, rất là hiếm cho anh em sở hữu sưu tầm. Có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết em đó anh em vô trang Facebook mình ha. Đường link mình để vô mô tả nha anh em. Hàng xuất Nhật thì chưa bao giờ làm anh em đam mê chơi Jeepo thất vọng về độ hoàn thiện, độ đẹp cũng như là độc đáo nha anh em. Hãng chế tác tỉ mỉ công phu lắm. Anh em nhớ cho mình xin một like clip nha và ấn nút đăng ký kênh luôn nha anh em. Kết em Jeepo trên nào trên trang mình anh em cũng cứ alo nha. Bên mình thì chia sẻ giao toàn quốc cho anh em đam mê chơi. Rồi đây là chú chó sói vàng 14K dưới ánh trăng nha anh em. Xuất Nhật ha, hộp đựng giấy tờ đầy đủ luôn, giấy tờ kèm theo. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nha. Chúc anh em luôn luôn nhiều sức khỏe, luôn luôn hạnh phúc, an lành cũng như là tấn tài tấn lộc năm mới nha anh em. Rồi, tạm biệt anh em.